Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Mình khó không chuyện à. Mình làm được hết, cố lên nha. Quá trời. Cố lên. Quá trời. Để xem chưa? Đừng có làm trò nữa. Đập xuống đi. Ngồi xuống đi. Ba. Cố lên. Giọt chi? Lại còn. Qua đây. Qua đây hả? Ok chưa? Ok. Trời. Anh rất đàng hoàng. Anh để đàng hoàng mà. Rồi, ok chưa? Ok. Rồi. Ok. Rồi kể hết. Hay quá. Ok, hay quá. Qua wow, Hiếu ơi. Hay quá. Gãy đổ à, yên tâm đi. Tới Hiếu là gãy đổ. Hay thiệt. Hiếu không thấy được. Ôi gì đây? Ôi gì đây? Go! Tập trung đi, tập trung đi. Để mình hiểu, để mình hiểu. Đó, đúng rồi, để. Lên. Đó, ok chưa? Tết. Ok. Ôi nha. Rồi. Tập trung nhiều lên. Tập trung ơi. 3, 2, 1, ok. Trời ơi, sao đổ trơn vậy? Lại. Hay quá trời. Được. Hay quá Hiếu ơi. Hay quá. Sáng vô gương, sáng vô. Ok rồi. Rồi đưa chân qua. Để đây nè. Trời ơi, lỗ tay rồi. Rồi ok, đây. Xin lỗi. Hay lắm. Nè, 1, 2, 3. Trời ơi, thưởng nha, giỏi. Hiếu ơi là Hiếu. Lại. Hiếu ơi là Hiếu. Lại. Em vô dụng, em vô dụng quá Hiếu ơi. Cholimex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. 1, 2, 3. Trời ơi Huy ơi. Trời ơi Huy ơi, dở quá. Lẹ vô Hiếu vô đi. Huy ơi, Huy ơi. Nè. Rồi Hiếu vô nè. Ok. Đừng phá tôi thích rồi, để cho người ta chơi ơi. Rồi tiếp. Tiếp. Đứa nào đây? Em làm gì đổi tôi? Hay quá. Hay dữ trời. Rảo quá phải không? Hết giờ. Ok. Trời ơi sao quá. Hiếu ơi dở quá. Trời. Các bạn còn một phút. Trời ơi vậy. Về có đôi dép vậy. Chơi hay nha. Gì vậy? Nhân tạo cho gì hả?
Trời ơi, Lâm ném đúng ngay cái chỗ con đường thiên lý rồi. Có sao không? Vô, vô, vô. Đó. À, hết giờ. Mình nhấn luôn thời gian đi. Là như vậy kết quả đã rõ ràng, đội nào là đội chiến thắng à? Yeah. Lê Du Lâm và Hiếu Thứ Hai ai đẹp hơn? Trung đội mà sao hay ra dễ quá. Đội chiến thắng là Dương Lâm, Hiếu Thứ Hai và Ngô Kiến Huy. Chúc mừng các bạn. Với game Mang May Mắn Về Nhà, các bạn đã chiến thắng và phần thưởng của các bạn đó chính là một cây mai. Chán ghê, chọn cái gì á? Anh mới chơi gì à? Người ta chơi đàng hoàng đó. Anh Tuấn nè, chiền quá hả? Anh ăn vàng nhất á, anh chơi vợ nhất. Tại anh đỡ qua là ok liền. Không vàng nhất. Đúng, đúng rồi, rồi. Vậy? Anh già mà anh không. Không vậy. Cái gì vậy vậy á? Nãy đâu rồi? Ly. Anh mà Ly. Ly Hải Giang Quýnh. Và không có chương trình nào đã bằng hai ngày một đêm. Hai ngày một đêm. Tự do tự do. Cái gì đây? Đẹp không? Đẹp quá. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang đậu đàn. Qua dịp cầu tre qua mấy con đê nối liền tỉnh quê. Chà anh ơi. Ủa trời ơi. Dạng lắm chim dễ dạng lắm. Trời đất ơi. Lì vậy? Con chim có phải con trâu đâu mà lì vậy? Đã đến nơi rồi. Chào mừng các bạn đến với rừng tràm Trà Sư. Rừng tràm Trà Sư là khu rừng ngập nước tiêu biểu của vùng Tây sông Hậu. Nơi đây có nhiều loại động thực vật quý hiếm nằm trong danh mục được bảo tồn. Series đồng hành 2 ngày 1 đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng VOOM.